diễn viên cao 1,92m, đóng Mai của Trấn Thành đăng quang Mr. Việt Nam. Sau khi trải qua nhiều phần trình diễn, thí sinh Nguyễn Mạnh Lân được xướng tên ở vị trí cao nhất cuộc thi Mr. Việt Nam 2024. Nam diễn viên cao 1,92m đại diện Việt Nam tại Mr. International diễn ra vào tháng 12. Đêm chung kết Mr. Việt Nam 2024 diễn ra tối ngày 25 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi lần lượt trải qua các vòng thi như trang phục thể thao, đồ bơi, thời trang dạ hội để tìm ra top 10, top 5 và vòng ứng xử chọn tân quán quân. Tại cuộc thi năm nay, Mạnh Lân được khán giả ủng hộ nhiều nhất trong số 20 thí sinh. Từ thí sinh ô út top 10, được giám khảo đưa y vé vớt y và gọi tên vào top 11. Mạnh Lân liên tục ghi điểm và bước vào top 5. Các thí sinh vào top 5 gồm Mạnh Lân, Hà Nội, Quý Quang, Khánh Hòa, Chấn Long, Canada, Phúc Lộc, Bến Tre và Ánh Dương, Hà Nội. Họ nhận cùng câu hỏi ứng xử lại thuyết phục ban giám khảo trao danh hiệu quán quân Mr. Việt Nam A cho họ. Ban giám khảo và khán giả căn cứ vào câu trả lời để tìm ra top 2. Ở phần thuyết trình, Mạnh Lân ghi điểm với câu trả lời nhấn mạnh yếu tố ngoại ngữ. Trước khi đứng tại cuộc thi, tôi từng tham gia siêu mẫu Việt Nam. Từ đó đến nay tôi trải qua những thành công và thất bại. Tôi nhận ra rằng thành công không thể dựa vào ngoại hình mà phải có trí thức, tâm hồn. Tôi nhận ra thế mạnh của mình là chia sẻ, giúp đỡ. Nhưng để làm được điều đó, tôi cần sự giúp đỡ của ban giám khảo. Tôi có thế mạnh ngoại ngữ. Đó là cầu nối để tôi có thể kết nối với các bạn bè quốc tế. Tôi muốn đại diện Việt Nam và gửi đi thông điệp, không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, Mạnh Lân trả lời. Câu trả lời của Mạnh Lân nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả trường quay. Điều đặc biệt, cuộc thi năm nay cho phép khán giả bình chọn, góp phần chọn ra top 2. Mỗi lượt bình chọn của khán giả tương ứng một điểm. Giám khảo sau đó tiếp tục bình chọn thí sinh họ cho là xứng đáng. Mỗi lượt vote của giám khảo tương đương 10 điểm. Ban đầu, Mạnh Lân dẫn đầu bình chọn do có nhiều fan tại khán đài. Tuy nhiên, thí sinh được giám khảo chú ý nhất là sinh viên y khoa Trần Chấn Long. Thí sinh đến từ Canada có khả năng ngoại ngữ tốt do lớn lên ở nước ngoài. Câu trả lời của Chấn Long cũng gây ấn tượng với khán giả. Tôi nghĩ mình là thí sinh đặc biệt vì sinh ra là người Việt Nam nhưng lớn lên ở Canada. Từ nhỏ, gia đình tôi sử dụng tiếng Việt. Tôi có mặt ở cuộc thi để truyền cảm hứng cho tất cả người Việt sống ở nước ngoài muốn thể hiện niềm tự hào của người Việt và mang văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới. Chấn Long trả lời ứng xử. Kết thúc vòng ứng xử dành cho top 5, Mạnh Lân thua điểm Chấn Long. Hai thí sinh tiếp tục bước vào vòng trong, nhận câu hỏi từ ông Pradeep Radin, chủ tịch Mr. International, vì ai xứng đáng ngôi vị quán quân cuộc thi Mr. Việt Nam 2024. Đối mặt câu hỏi quyết định, hai thí sinh trả lời 100% bằng tiếng Anh. Trong khi Chấn Long tiếp tục thể hiện lợi thế giỏi ngoại ngữ, khẳng định bản thân sẽ truyền cảm hứng đến giới trẻ lớn lên ở nước ngoài và muốn đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế, Mạnh Lân lại thuyết phục ban giám khảo với phần trả lời nhấn mạnh yếu tố văn hóa. Sự sẻ chia. Câu trả lời về tôi không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn có tình yêu thương. Tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và sẽ mang văn hóa nước nhà quảng bá bạn bè quốc tế để giúp Mạnh Lân ghi điểm. Chung cuộc, Mạnh Lân được xướng tên cho ngôi vị quán quân Mr. Việt Nam. Sau khi nhận giải thưởng với tổng trị giá 2 tỷ đồng, diễn viên đến từ Hà Nội cho biết anh xin phép giữ lại một phần tiền thưởng, số tiền còn lại dùng ảnh hưởng người dân miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi bão Ira. Nguyễn Mạnh Lân sinh năm 1994 tại Hà Nội. Từ đầu cuộc thi, Mạnh Lân thuộc nhóm thí sinh được giám khảo đánh giá cao nhất nhờ chiều cao 1,92m cùng số đo 3 vòng 110, 82, 105. Trước khi đăng quang Mr. Việt Nam 2024, Mạnh Lân là thông dịch viên, người mẫu và diễn viên. Anh được chú ý khi đóng phim Mai của Trấn Thành, trước đó có Bố Già, Mối Tình Đầu Của Tôi, tham gia chương trình thực tế Người Ấy Là Ai.